Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài tiếp theo nhé. Bài 20, sự nở về nhiệt của chất khí. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng nhau ôn lại bài cũ một chút nha các em. Phần kiểm tra bài cũ, các em nghe câu hỏi. Câu 1, nêu kết luận về sự nở về nhiệt của chất lỏng. Các bạn có nhớ bài không nè? Trả lời, chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất lỏng khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau. Chúng ta sang câu số 2. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? A. Khối lượng của chất lỏng tăng. B. Trọng lượng của chất lỏng tăng. C. Thể tích của chất lỏng tăng. D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng đều tăng. Ta chọn câu nào là đúng các em? Câu nào? Câu C, thể tích của chất lỏng tăng. Khi ta đun nóng một lượng chất lỏng thì khối lượng và trọng lượng của chất lỏng không thay đổi nha các em. Bây giờ các em xem mẫu đối thoại giữa hai bạn An và Bình. An hỏi Bình, khi quả bóng bàn bị mót, làm thế nào cho nó phồng lên? Bình trả lời, quá dễ, chỉ việc nhúng bóng vào nước nóng, nó sẽ phồng trở lại. An nói tiếp, mình đã nhúng bóng vào nước nóng rồi, nhưng không thấy nó phồng trở lại. Bình, lạ nhỉ? Bài này sẽ giúp các em hiểu tại sao có quả bóng bàn bị mót được nhúng vào nước nóng thì phồng lên, nhưng cũng có quả bóng bàn bị mót được nhúng vào nước nóng lại không phồng lên được. Chúng ta sang bài mới của ngày hôm nay, bài 20, sự nở vì nhiệt của chất khí. Các em ghi tựa bài và chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta vào phần 1, thí nghiệm. Các dụng cụ thí nghiệm gồm có nước cao su, ống thủy tinh, cốc nước màu, bình cầu thủy tinh. Chúng ta tiến hành thí nghiệm nha các em. Bước 1, cắm một ống thủy tinh nhỏ xuyên qua nút cao su. Các em quan sát nè. Bước 2, nhúng một đầu ống thủy tinh vào cốc nước màu. Dùng ngón tay bịt chặt đầu còn lại, rồi rút ống ra khỏi cốc sao cho còn một giọt nước màu trong ống. Chúng ta lấy một giọt nước màu vào trong ống thủy tinh đó các em. Chúng ta sang bước thứ tư, sát hai bàn tay vào nhau cho nóng lên, rồi áp chặt vào bình cầu. Quan sát hiện tượng xảy ra với giọt nước màu. Các em quan sát nè. Em quan sát giọt nước màu á các em. Em thấy giọt nước màu nó như thế nào? Rồi, các em ghi nhận để trả lời các câu hỏi nha các em. Chúng ta sang phần 2, trả lời câu hỏi. Câu C1, có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thủy tinh khi bàn tay áp vào bình cầu? Khi áp tay vào bình cầu á, giọt nước màu nó như thế nào các em? Nó dịch chuyển lên phía trên đúng không? Giọt nước màu đi lên. Vậy thì tại sao nó đi lên? Cái hiện tượng mà giọt nước màu nó đi lên á chứng tỏ điều gì nè? Chứng tỏ thể tích không khí trong bình như thế nào? Hiện tượng này chứng tỏ thể tích không khí trong bình thay đổi thế nào? Thể tích nó tăng hay giảm các em? Thể tích tăng đúng không? Thể tích nó tăng thì nó mới đẩy giọt nước màu chạy lên trên đúng không các em? Rồi, thể tích không khí trong bình tăng, không khí nở ra. Tiếp tục câu C2, khi ta thôi áp tay vào bình cầu, có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thủy tinh? Bây giờ không áp tay vào bình cầu nữa, các em quan sát chuyện gì xảy ra nhé. Giọt nước màu như thế nào các em? Giọt nước màu di chuyển như thế nào? Giọt nước màu di chuyển xuống dưới đúng không? Giọt nước màu đi xuống. Vậy thì tại sao giọt nước màu đi xuống nè? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì? Cái việc mà giọt nước màu đi xuống á, nó chứng tỏ thể tích không khí trong bình tăng hay giảm các em? Thể tích không khí trong bình giảm. Thể tích không khí trong bình giảm, không khí co lại. Tiếp theo là câu C5, hãy đọc bảng 20.1. Thì bảng 20.1 á, ghi độ tăng thể tích của 1.000 cm khối, tức là 1 lít của một số chất khi mà nhiệt độ của nó tăng thêm 50 độ C. Rồi các em rút ra nhận xét.
bản có 3 cột: cột chất khí, cột chất lỏng và cột chất rắn. Các em quan sát cột chất khí trước. Ở cột chất khí có 3 loại khí khác nhau là không khí, hơi nước và khí oxy. Khi người ta làm nóng thêm 50 độ C thì không khí nở ra thêm 183 cm khối, hơi nước nở ra thêm 183 cm khối và khí oxy cũng vậy. Để các em xem cái số liệu nó như thế nào các em. Giống nhau hay khác nhau? Giống nhau đúng không? Vậy thì chúng ta rút ra kết luận gì về sự nở về nhiệt của các chất khí khác nhau các em? Các chất khí khác nhau thì nở về nhiệt như thế nào? Các chất khí khác nhau thì nở về nhiệt giống nhau. Rồi bây giờ các em so sánh cả ba cột chất khí, chất lỏng và chất rắn. Các em so sánh cái độ nở về nhiệt của cả ba cột. Các em quan sát cột chất lỏng nè. Ở cột chất lỏng có 3 loại chất lỏng khác nhau: rượu, dầu hỏa và thủy ngân. Khi tăng nhiệt độ lên cùng nhiệt độ là 50 độ C á, thì các chất lỏng khác nhau nở về nhiệt khác nhau. Chúng ta học rồi đúng không? Nhưng có một điểm chung nè. Các em thấy cái độ nở của cột chất lỏng á so với cột chất khí á là ít hơn hay nhiều hơn? Ít hơn đúng không? À, cột chất lỏng nè, cái độ nở của cột chất lỏng nó ít hơn cột chất khí. Rồi bây giờ các em quan sát cột chất rắn. Cái độ nở của cột chất rắn nè, khi người ta cũng tăng thêm 50 độ C thì cột chất rắn nở ra so với cột chất lỏng ít hơn hay nhiều hơn? Ít hơn nữa đúng không? À, như vậy thì các em có nhận xét gì nè? Chất khí nở nhiều nhất đúng không? Rồi đến chất lỏng nở ít nhất là chất rắn. Rồi, vậy chúng ta rút ra nhận xét nè. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Chúng ta sang phần 3, rút ra kết luận. Câu C6, chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau. A. Thể tích không khí trong bình chấm 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 khi khí nóng lên. B. Thể tích khí trong bình giảm khi khí chấm chấm chấm. C. Chất rắn nở ra vì nhiệt chấm chấm chấm. Chất khí nở ra vì nhiệt chấm chấm chấm. Rồi, bây giờ các bạn sẽ dùng các từ ở trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu A, B, C. Bây giờ chúng ta sẽ điền câu A trước nha các em. Bạn nào điền câu A trước nè, bạn nào điền câu A cho đúng nè. Thể tích không khí trong bình như thế nào khi khí nóng lên? Thể tích không khí trong bình tăng khi khí nóng lên. B. Thể tích không khí trong bình giảm khi khí như thế nào các em? Thể tích khí trong bình giảm khi khí lạnh đi. Câu C. Chất rắn nở ra vì nhiệt ít nhất, chất khí nở ra vì nhiệt nhiều nhất. Chúng ta rút ra kết luận chung cho bài học. Bạn nào rút ra được kết luận chung cho bài học nè? Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất khí khác nhau, nở vì nhiệt giống nhau. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng. Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Chúng ta sang phần 4 của bài, phần vận dụng. Câu C7. Phải có điều kiện gì thì quả bóng bàn bị móp, được nhúng vào nước nóng mới có thể phồng lên? Bây giờ ta có quả bóng bàn bị móp. Ta làm sao để cho quả bóng bàn phồng lên? Hồi đầu bài học á, có hai bạn Bình và An nói chuyện với nhau, đúng không? Bạn Bình nêu ý kiến là thả quả bóng bàn bị móp vào chậu nước nóng thì quả bóng bàn sẽ phồng lên. Bây giờ chúng ta thả quả bóng bàn vào chậu nước nóng xem sao các em nhé. Đó, các em thấy không? Quả bóng bàn bị móp, thả vào chậu nước nóng, nó đã phồng lên rồi. Vậy thì tại sao nó phồng lên? Tại sao quả bóng bàn bị móp, thả vào nước nóng, nó lại phồng lên các em? Quả bóng bàn khi bị bẹp móp, thả vào nước nóng, thì không khí bên trong quả bóng nóng lên, nở ra, làm cho quả bóng phồng lên. Nhưng mà không phải quả bóng bàn nào bị móp, thả vào nước nóng cũng phồng lên hết đâu. Phải có điều kiện gì thì nó mới phồng lên được. Điều kiện gì các em? Đó là quả bóng bàn không bị thủng. Bởi vì á, khi quả bóng bàn bị móp mà còn bị thủng nữa thì ta thả vào chậu nước nóng. Nước nóng làm cho không khí trong quả bóng bàn nóng lên. Nhưng khi đó không khí lại chui ra ngoài qua lỗ thủng cũng không làm cho bóng bàn phồng lên được.
ta sang câu tiếp theo của phần vận dụng. Câu C8. Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? Giờ các em sẽ suy nghĩ câu hỏi này, trả lời câu hỏi này, rồi gửi câu trả lời cho cô nha. Khinh khí cầu là một ứng dụng của sự nở về nhiệt của chất khí. Các em xem một số hình ảnh khinh khí cầu. Nhiều màu sắc, nhiều hình dạng, rất là đẹp mắt phải không các em? Làm sao để các khinh khí cầu có thể bay lên? Người ta đốt nóng khối khí trong khinh khí cầu, làm khối khí này nở ra và vì thế trọng lượng của nó nhẹ hơn không khí bên ngoài nên khinh khí cầu bay lên cao. Trên thế giới á có rất nhiều cuộc thi khinh khí cầu, trong đó có Việt Nam nữa các em. Chúng ta củng cố lại những kiến thức đã học trong bài. Phần nào các em phải ghi nhớ nè. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất khí khác nhau, nở vì nhiệt giống nhau. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Đây là ghi nhớ của bài á các em. Tiếp tục củng cố kiến thức bằng các câu hỏi. Câu 1. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng? A. Rắn lỏng khí. B. Rắn khí lỏng. C. Khí lỏng rắn. D. Khí rắn lỏng. Các em chú ý nha, từ nhiều tới ít. Câu nào đúng là các em? Câu C. Chất khí nở nhiều nhất, rồi đến chất lỏng, rồi đến chất rắn. Đúng không các em? Câu 2 của phần củng cố kiến thức. Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây thay đổi? A. Khối lượng. B. Trọng lượng. C. Khối lượng riêng. D. Cả khối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng. Câu nào đúng các em? Câu C. Khi chất khí trong bình nóng lên á thì khối lượng và trọng lượng của chất khí là không thay đổi nha các em. Chỉ có khối lượng riêng. Trong câu này á, chỉ có câu C, khối lượng riêng là thay đổi, bởi vì thể tích của nó thay đổi, mà khối lượng riêng có công thức là D bằng M chia V, cho nên là khối lượng riêng thay đổi. Câu C. Chúng ta tiếp tục với câu số 3. Tại sao quả bóng bay khi được bơm căng để lâu ngoài nắng sẽ dễ bị bể? Tại sao vậy các em? Tại sao mình để quả bóng bay á, ngoài nắng lâu á, thì nó dễ bị bể? Rồi, câu trả lời. Vì khi để ngoài nắng nóng, không khí trong quả bóng sẽ nở ra nhiều, gây lực lên vỏ bóng, nên bóng dễ bị bể. Câu số 4. Giải thích tại sao khi bơm ruột bánh xe đạp căng và để ngoài nắng thì dễ làm cho xe bị bể bánh. Câu này á, giống như câu số 3 chúng ta mới làm á. Giờ các em sẽ tự suy nghĩ câu này, trả lời, rồi gửi câu trả lời về cho cô nha. Bây giờ cô hướng dẫn các em tự học nè. Các em học thuộc phần ghi nhớ, đọc có thể em chưa biết. Tự làm câu C8 phần vận dụng và câu 4 phần củng cố kiến thức. Làm bài tập bài 20.7, 20.8, 20.9, trang 64 sách bài tập vật lý. Rồi gửi các câu trả lời vào email cho cô nha. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Chào các em, chúc các em học tốt.